Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Nhất Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 12 ngõ 82 Mễ Trì ạ. Quý vị và các bạn quan tâm, xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình để cập nhật những sản phẩm mới nhất cũng như những video mới nhất do Nhất Long Audio thực hiện. Vâng, đây là một kênh chuyên giới thiệu các sản phẩm mới và test hoạt động các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và hôm nay em xin giới thiệu và gửi đến cho quý vị và các bạn một chiếc âm ly của hãng Acouphay có model là E480. Đây là một sản phẩm rất là hot trên thị trường bây giờ và được rất nhiều anh em ưa chuộng. Dòng Acouphay thì các bạn đã biết rồi, đây là một thương hiệu rất là lớn của thế giới và được sản xuất tại Nhật, và ở cái thị trường Việt Nam này được rất nhiều anh em đón nhận. Dòng Acouphay E480 này ghép được rất nhiều loa như tai Noi hay JBL, và em đang phối ghép với đôi loa BW 802 Nautilus. Vâng, và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu chi tiết cho các bác cùng tham khảo mức độ đẹp của sản phẩm này. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly Acouphay E480. Dòng Acouphay E480 là dòng thiết kế mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp, vàng gold đấy ạ, 480, và bên trong nó còn cái lắp band này rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Và bên này là đường input shifter và bên này nó là volume. Dòng này chạy class AB và bên đây nó là cầu loa này, bass chép, ba lăng. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Mà chiếc âm ly này nó là hàng lướt các bác nhé, hàng lướt nên là có cái giá rất là tốt luôn cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn, là giá để cho các bác là đi 121 triệu. Dòng Acouphay thì hãng luôn thiết kế hai đồng hồ vu vẩy theo nhạc chính giữa, và giữa nó là hiển thị volume. Đấy, hiển thị volume. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé. Còn này là hàng lướt thì có mỗi điều khiển dây nguồn zin theo máy thôi, còn không có thùng hộp gì cả, giá rất là tốt cho các bác là 121 triệu. Và em đang test với đôi loa, đây đôi loa BW 802 Nautilus. Đấy, và bây giờ mời các bác nghe một bài nhạc em sẽ test với đôi loa này. Dòng Acouphay này ghép với BW rất là hay luôn các bác. Thank you.
Video giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh, và quý vị ở gần thì có thể đến số 12 ngõ 82 Mễ Trì Hạ giao lưu với em, và em xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.